bác bị ung thư gan giai đoạn đầu, bác phát hiện từ tháng 12 năm 2018. Trước khi ấy là coi như là bác là xác định là bị viêm gan B. Năm 2011 thì là phát hiện là cái virus viêm gan B bắt đầu nó hoạt động. Thì đi ra bệnh viện nhiệt đới trung ương khám ấy, thì họ xác định coi như là mình bị xơ gan. Từ đấy là mình không dám uống rượu nữa. Đến tháng 12 năm 2018 thì là phát hiện là ung thư. Cái thời gian mà nó ủ bệnh của viêm gan gan B thì lúc bấy giờ là mình thấy là người nó có gầy đi đấy. Thì nhìn chung ăn uống cảm thấy nó không ngon hơn. Thỉnh thoảng thì nó đau hạ sườn phải. Còn đến lúc mà phát hiện ung thư thì chính thức là mình không phát hiện được. Nó không có biểu hiện gì hơn. Mà nó chỉ là cái là mình thì chú sẽ có cái bệnh tức là bệnh hen phế quản ấy. Thì bắt đầu đấy đi khám hen phế quản, đi xin đi của do sự kiểm tra siêu âm. Bởi vì thôi này tôi thấy cái gan nó thỉnh thoảng thấy nó đau, nó tức. Thì bắt đầu họ mới đi cho siêu âm thì bắt đầu mới phát hiện là có nốt, một cái nốt nhỏ đó. Thì họ để nó to, bắt đầu họ mới lấy được sinh tiết. Chưa đến 3 tháng sau thì bắt đầu là bác lại lên Bắc Ninh khám thì họ cho vào điều trị. Thì họ theo dõi là nó to rồi bắt đầu họ mới lấy sinh tiết. Thì lúc bấy giờ là mới biết là xác định nó là, họ kết luận là u ác. Thì bấy giờ là họ viện Bắc Ninh là bắt đầu là họ nút mạch thôi, còn chữ nút mạch. Nhìn chung là sau khi nút mạch thì là về là nó cũng đau đớn, cũng đau nhiều. Sau bắt đầu là còn đi lên bệnh viện thì nó bảo là ở Tây Y thì bây giờ là không có cái gì chữa cả. Nếu mà đau thì cho bác nằm điều trị để coi như cho uống thuốc giảm đau thôi. Tức là về Tây Y thì cháu chỉ điều trị ở mức đấy thôi. Lúc đầu thì đúng tư tưởng nó cũng có những cái suy nghĩ, không có suy nghĩ. Và mình mới thế này mà cảm thấy khỏe này mà đã ốm mà chết thì này. Đúng lúc ấy giờ mình xác định vào trong vòng 3-6 tháng là chết thôi mà. Thế nhưng mình xác định là ai ở đời thì ai cũng phải chết, chả ai sống được mãi. Thì thôi thì coi như là cứ gọi là cái là cứ thuốc mà mình bây giờ mình bệnh thì mình cứ chữa. Thế còn thì tư tưởng bây giờ mà cứ tư tưởng bảo lo nọ lo kia cũng chả được. Thế là sau dần dần là tư tưởng cũng rất là thoải mái luôn. Thì ở làng này ấy, thì là cũng có một cái ông anh này thì mà anh cũng bị bệnh ung thư gan. Thôi thì lúc bây giờ mình cũng bị ung thư thì bắt đầu là anh em để kiểu cùng cảnh mà. Thì hay xuống nói chuyện với nhau. Thì anh ấy nói chuyện mà lấy thuốc bảo thế cho tao xin địa chỉ. Thì coi như là xin địa chỉ xong bắt đầu là đi ra ngoài đấy khám. Tôi bắt đầu theo từ bấy giờ. Thế nhưng mà không ngờ là mình cứ gặp thầy gặp thuốc thì ổn cho ổn định. Bây giờ đến bây giờ thì cảm thấy sức khỏe rất thoải mái. Nhìn chung thì uống thuốc đầu tiên thì cũng là chủ yếu là về vợ con phục vụ nó thì sắc thuốc này. Rồi thì lúc mà nó đêm mà đắp ấy là các cái mùi nó khó chịu. Thế nhưng mà thôi mà muốn khỏi bệnh thì thuốc đắng phải giá tật. Thì mình cứ phải hy sinh thôi mạng phát thôi. Cứ yên tâm mà điều trị thôi, cứ tin tưởng là thầy thuốc thôi. Hiện tại bây giờ thì ăn thì ngon, ngủ khỏe. Một như tuổi của tôi thì bây giờ một đêm mà tôi ngủ tầm được 5 tiếng. Ăn thì mỗi bữa 2 bát cơm ăn thấy ngon. Thế mà nhất là hôm mùng 3 tháng 12 vừa rồi là coi như đi khám bệnh viện thì họ siêu âm thì họ bảo không thấy khối u nữa. Chụp cộng hưởng từ thì họ bảo vẫn còn, cái vết sẹo vẫn còn. Không bao giờ mất được. Bác sĩ thì trả lời là không bao giờ mất được. Tôi vẫn gửi thăm và cảm ơn thầy thuốc là tôi đã gặp chúng thầy là mình cũng là hợp thầy hợp thuốc là cho đến giờ sức khỏe cũng ổn định 100% đấy. Nhưng mà mình sẽ phải nói định như này, trước hết anh nào cùng bệnh với mình ấy, thì trước hết là coi như là cứ đi khám định kỳ hàng năm, ít nhất là phải đi một lần thì phát hiện bệnh sớm thì coi như chữa nó càng tốt với